Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương 3 là chương về thị trường hối đoái và các giao dịch hối đoái. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào khái niệm, đặc điểm và phân loại của thị trường hối đoái. Về phần khái niệm của thị trường hối đoái thì phần này chúng ta có nhắc tới trong môn lý thuyết tài chính tiền tệ. Hôm nay cô sẽ nhắc lại về thị trường hối đoái và thị trường hối đoái như các bạn biết nó là được cấu thành uh, là một phần bộ phận của thị trường tài chánh. thì thị trường tài chánh nó sẽ gồm có thị trường tiền tệ thị trường chứng khoán và thị trường hối đoái trong đó thị trường tiền tệ nó sẽ mau mua bán trao đổi những cái loại uh, chứng chỉ có giá ngắn à ví dụ như là tiền gửi ngân hàng À, các loại thương phiếu các loại kỳ phiếu trong khi đó thị trường chứng khoán là nơi mua bán trao đổi các chứng khoán có giá trị trung dài hạn tức là có thời hạn từ một năm trở lên bao gồm ví dụ như là cổ phiếu trái phiếu chính phủ trái phiếu công ty và các công cụ khác thì thị trường chứng khoán còn gọi là thị trường vốn và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần thị trường hối đoái thì đây được xem là thị trường để mua bán trao đổi các loại ngoại tệ và các phương pháp thanh toán có giá trị ngoại tệ bao gồm cả vàng à, thị trường hối đoái sẽ là thị trường diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán ngoại tệ và phương tiện có giá trị ngoại tệ đồng thời sẽ là nơi hình thành luôn tỷ giá hối đoái theo quan hệ cung cầu thị trường hối đoái sẽ là một bộ phận của thị trường tài chính và là loại thị trường có trình độ phát triển cao Hoạt động của thị trường hối đoái có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính đối ngoại cũng như là các giao dịch kinh tế đối ngoại của một nước. Chính vì vai trò của thị trường hối đoái rất là quan trọng nên các nước đều hình thành và tổ chức hoạt động của thị trường hối đoái để qua đó nắm được những thông tin cơ bản sau. Thứ nhất là nắm được khối lượng và chủng loại ngoại tệ được giao dịch trên thị trường. Thứ hai là nắm bắt được tình hình cung cầu về ngoại tệ để qua đó có thể dự đoán tình hình trong tương lai. Và thứ ba là nắm bắt được thông tin từ thị trường hối đoái mà ngân hàng trung ương tham mưu cho chính phủ điều chỉnh các chính sách tài chính tiền tệ có liên quan theo hướng có lợi cho nền kinh tế. Đặc điểm của thị trường hối đoái Thị trường hối đoái nó có những đặc điểm sau. Thứ nhất là thị trường hối đoái không tồn tại trong một không gian cụ thể nhất định mà hoạt động của nó sẽ thông qua những cái phương tiện hiện đại, những cái phần mềm giao dịch fax, điện thoại ghi âm và nhờ những cái phương tiện thông tin hiện đại này mà khắc phục những trở ngại về mặt thời gian và không gian giao dịch. Hoạt động của thị trường hối đoái là hoạt động liên tục và có tính quốc tế hóa cao. À, tại sao nói nó hoạt động liên tục và có tính quốc tế hóa cao? thì các bạn biết là do có <laughs> là do cái chênh lệch về múi giờ giữa các quốc gia thị trường khối đói nó không chỉ diễn ra trong nội bộ của một quốc gia mà nó diễn ra trên uh, thị trường toàn cầu cho nên là khi một quốc gia này uh, ngoài khung giờ giao dịch thì các hoạt động ngoại hối nó vẫn được diễn ra trên các uh, quốc gia khác một nhà kinh doanh ngoại tệ thì không những liên quan đến nhiều loại ngoại tệ giao dịch mua bán trong thị trường của một nước mà họ còn tham gia giao dịch trên nhiều thị trường ở nhiều khu vực và trên thế giới tính quốc tế hóa cao làm cho thị trường hối đoái vừa bị sức ép cung cầu của ngoại tệ trong nước mà vừa bị sức ép cung cầu từ bên ngoài nếu như là thị trường hối đoái đó là thị trường hối đoái được mở cửa tự do và các đặc điểm tiếp theo là cái đồng tiền giao dịch trong thị trường trong thanh toán quốc tế trong thị trường hối đoái là đồng tiền tự do chuyển đổi đồng tiền tự do chuyển đổi ha, cái này mình có nhắc ở chương đầu rồi à, vì những cái loại ngoại tệ này mới được sử dụng trong cái giao dịch thanh toán quốc tế à, trong các ngoại tệ tự do chuyển đổi thì những cái đồng tiền có tỷ trọng giao dịch lớn phải kể đến ví dụ như đô la Mỹ là euro là bảng Anh là yên Nhật nào, CFF, nào, là ép nè là phân thụy sĩ đó đô la Canada nè, đô la úc nè, đô la hồng kông, đô la singapore, thì trong đó đô la mỹ, euro, bảng anh và yên nhật đóng vai trò là những cái đồng tiền chủ chốt bởi vì đó là những cái đồng tiền của các quốc gia phát triển mạnh trên thế giới hiện nay. Và nhắc tới cái đặc điểm của thị trường hối đoái thì phải kể đến cái khối lượng giao dịch trên thị trường này là cực lớn về mặt doanh số và số lượng tối thiểu. tức là doanh số thì cực lớn và số cái cái số lượng tối thiểu cho một giao dịch cũng cực lớn cho thấy đây là một cái thị trường rất là sôi động. Những cái thị trường lớn trên thế giới như là thị trường hối đoái New York, London, Tokyo thì có doanh số giao dịch hàng trăm tỷ đô mỗi ngày. Và các số lượng giao dịch tối thiểu thì phải là một triệu đô trở lên. Và một cái bước nhảy của nó ví dụ là phải ít nhất là 100.000 đô. Ví dụ như là một triệu đô thì cái tiếp theo là là một triệu mốt, một triệu hai đô la Mỹ. Ở thị Việt Nam thì giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng có mức giao dịch tối thiểu là 100.000 đô và uh, trở lên và cái mức này uh, ngày càng được nâng ca, nâng lên thì tất cả các dò mọi giao dịch trên thị trường hối đoái đều được thực hiện thanh toán chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng các bạn nhớ là là uh, trong thanh toán quốc tế cũng vậy tất cả những cái hoạt động chuyển khoản về ngoại tệ trên thanh toán quốc tế cô có nhắc ở chương 1 thì tất cả các uh, giao dịch này đều được phải thanh toán qua ngân hàng và ngân hàng trung ương sẽ kiểm soát cái những cái giao dịch này để đảm bảo cái tính an toàn và đảm bảo quyền lợi cho các thành viên tham gia giao dịch. Về phân loại của thị trường hối đoái thì có nhiều cách phân loại khác nhau. Thì có ở trong cái uh, phần này thì cô sẽ chia thành ba cái loại phân loại. Đầu tiên là phân loại theo tính chất của thị trường. Thì sẽ có thị trường hối đoái chính thức và thị trường hối đoái tự do. Thị trường hối đoái chính thức thì đây là loại thị trường có tổ chức có quy chế hoạt động của thị trường, có quy định tiêu chuẩn của thành viên cụ thể, có quy trình giao dịch thanh toán được quy định một cách chặt chẽ và an toàn. Ha. À, và cái thị trường này có thể được thực hiện qua quầy thanh toán hoặc là không qua quầy thanh toán mà giao dịch thông qua cái hệ thống vi tính đối mạng, ha, điện thoại hoặc là teles à, và giao dịch trực tiếp giữa người mua và người bán. À, thị trường tiếp theo là thị trường tự do, thị trường tự do hay còn gọi là thị trường chợ đen, là nơi mua bán trực tiếp nhưng mà bằng tiền mặt, ha, bằng tiền mặt, tại vì đã gọi là thị trường uh, không chính thức, thì 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 người ta sẽ sử dụng tiền mặt. Đây là loại thị trường không được thừa nhận về mặt pháp lý và thị trường này giải quyết các nhu cầu nhanh chóng ngoại tệ tiền mặt cho các đối tượng khác nhau, nhưng mà rõ ràng cái gì cũng vậy, uh, nếu không có quy chế, không có những cái tổ chức rõ ràng À, kiểm soát luồng tiền thì cái độ rủi ro của cái thị trường này rất là cao về phân loại nội dung giao dịch thì người ta là căn cứ theo cái nghiệp vụ kinh doanh mà người ta chia thị trường hối đoái thành các cái thị trường khác nhau à, thì bao gồm có thị trường giao ngay thị trường kỳ hạn thị trường hoán đổi thị trường quyền chọn và thị trường tương lai thì các thị trường này à, sẽ được phân tích cụ thể ở phần sau thì cô chỉ đưa vào giải thích một số cái khái niệm về cái thị trường này để các bạn hình dung đầu tiên là thị trường giao ngay hay còn gọi là spot market thì đây là thị trường để thỏa mãn các nhu cầu ngoại tệ tức thời của khách hàng ha Ờ à, đối với cái thị trường này thì người mua người bán đều phải chấp nhận mua bán theo tỷ giá thực tế ngày hôm đấy chứ không có sự lựa chọn nào khác à, ngoại trừ là việc không thực hiện mua bán mà thôi thì đối tiếp theo là thị trường kỳ hạn còn gọi là forward market à, thì thị trường kỳ hạn là thị trường đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ có kỳ hạn cho khách hàng nhờ cái hoạt động của thị trường này mà đảm bảo chắc chắn các chủ thể sẽ được mua bán ngoại tệ trong một cái kỳ hạn xác định trong tương lai thì cái thị trường này nó sẽ tạo điều kiện cho các chủ thể áp dụng các biện pháp phòng chống rủi ro về mặt tỷ giá thị trường tiếp theo là thị trường quyền chọn thì đây là thị trường nó giống như thị trường kỳ hạn nhưng nó sẽ tạo điều kiện cho người mua được phép thực hiện hay không thực hiện cái hợp đồng đã ký kết trước đấy thì nó vừa là một cái thị trường giúp khách hàng uh, giải quyết những cái rủi ro về mặt tỷ giá vừa tạo điều kiện linh hoạt để cho khách hàng được thực hiện quyền của mình ha cái quyền ở đây là quyền yêu cầu thực hiện hợp đồng hay không yêu cầu thực hiện hợp đồng thị trường tiếp theo là thị trường khoáng đổi thì đây là thị trường dành cho các khách hàng cần có ngoại tệ hôm nay để thanh toán nhưng lại dư thừa ngoại tệ vào một ngày xác định trong tương lai thì nó là giống như là một cái thị trường à, kết hợp giữa thị trường kỳ hạn và thị trường giao ngay nhưng nó khác ở chỗ là đối nếu như thị trường giao ngay là mua một loại ngoại tệ nào đấy thì thị trường à, thì cái hợp đồng tiếp theo là hợp đồng giao dịch kỳ hạn thì sẽ bán ngược lại cái loại ngoại tệ đấy thì đó là một cái thị trường hai uh, chiều nghĩa là thị trường dành cho khách có trạng thái cung cầu ngoại tệ ngược chiều nhau ở hai thời điểm khác nhau và tiếp theo là thị trường uh, tương lai hay còn gọi là thị trường giao sâu future market thì đây là một dạng của thị trường kỳ hạn là thị trường giúp khách hàng áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá tuy nhiên nó khác biệt một số điểm đối với hoạt động thị trường kỳ hạn nếu như thị trường kỳ hạn là thị trường giao dịch qua quầy là giao dịch trực tiếp giữa người mua và người bán thì thị trường giao ngay thì nó là giao dịch tập trung và cái kỳ thời hạn giao dịch của thị trường kỳ hạn thì các bên có thể thỏa thuận bất kỳ thời điểm nào còn trong thị trường tương lai thì chỉ có một số thời hạn nhất định thường là ngắn ngày và cái sự khác biệt về ngoại tệ giao dịch nữa nếu như thị trường kỳ hạn thì có thể giao dịch bất kỳ loại ngoại tệ nào thì trong thị trường giao ngay nó tương tự như thị trường chứng khoán là một cái thị trường tập trung thì nó chỉ giao dịch một số các loại ngoại tệ được niêm yết được chỉ định ví dụ như là những cái ngoại tệ mạnh đô la mỹ bảng anh canada chf hay là đô la úc và cái khối lượng giao dịch nữa là nếu như Uh, giao dịch kỳ hạn thì chúng ta có thể thỏa thuận bất kỳ một cái khối lượng nào thì nhưng mà trong một cái hợp đồng giao dịch giao sâu hay là còn gọi là giao dịch tương lai thì nó không quy định số tối thiểu nhưng quy định đơn vị giao dịch cố định ví dụ một hợp đồng là 10.000 đô muốn tăng cái khối lượng lên thì chúng ta phải mua hợp đồng. Chúng ta nếu chúng ta một cái hợp đồng là một đơn vị giao dịch là 10.000 đô thì nếu như chúng ta muốn mua 30.000 đô thì chúng ta phải mua ba cái hợp đồng và về phương thức giao dịch như hồi nãy cô nói nếu như là hợp đồng kỳ hạn thì là giao dịch thông qua quầy hoặc là uh, có thể qua quầy hoặc là uh, không qua quầy thì trong thị trường tương lai thì nhất thiết phải thực hiện qua quầy và giao dịch tập trung uh, thứ năm là việc thanh toán và chuyển giao ngoại tệ thì trong thị trường kỳ hạn là việc thanh toán và chuyển ngoại tệ được thực hiện khi hợp đồng đến hạn còn trong thị trường giao ngay À, xin lỗi trong thị trường tương lai thì việc thanh toán sẽ được thực hiện hàng ngày nếu có sự chênh lệch tỷ giá giữa hợp đồng với tỷ giá thực tế ha. còn đồng, trong cái à, đến ngày cuối cùng tức là đến ngày đến hạn của cái hợp đồng tương lai thì việc chuyển ra ngoại tệ mới được thực hiện đồng thời với việc thanh toán cuối cùng à, tiếp theo là thị trường hoán đổi à cô nói uh, cô nói về thị trường thay đổi rồi thì bây giờ là uh, tiếp theo là về cái phân loại theo cái phạm vi hoạt động thì sẽ có chia thành hai loại là thị trường nội địa và thị trường quốc tế uh, nếu như thị trường nội địa là thị trường chỉ có các thành viên tham gia là các ngân hàng các công ty trong cùng một nước thì thị trường quốc tế nó sẽ rộng hơn là bao gồm các thành viên trong nước và các thành viên ở nước ngoài có đủ điều kiện đủ, đủ điều kiện tham gia. Thì đối với thị trường nội địa thì các hoạt động của thị trường này nó không ảnh hưởng đến luồng ngoại tệ di chuyển vào hoặc ra khỏi nước đó. Những nước chưa có một thị trường tài chính ổn định thì thông thường chỉ tổ chức thị trường hối đoái nội địa thôi để tránh sự tác động của các tác nhân bên ngoài. Còn đối với thị trường quốc tế thì hoạt động của thị trường hối đoái là hoạt động giao dịch mua bán phạm vi toàn cầu hoặc là trong từng khu vực do đó nó, nó ảnh hưởng đến sự di chuyển của luồng ngoại tệ giữa các quốc gia với nhau à, nhiều thị trường hối đoái hoạt động trên phạm vi toàn cầu ví dụ như là trung tâm giao dịch hối đoái new york london tokyo một số cái thị trường khác có quy mô nhỏ hơn nhưng mang tính chất là thị trường khu vực à, ví dụ như ở châu âu có zurich paris frankfurt ở châu á thì có hồng kông singapore bangkok ha cô nói phần tiếp theo là phần về những ai tham gia cái thị trường hối đoái này là các chủ thể tham gia trên thị trường hối đoái thì chắc chắn đầu tiên phải kể đến là ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương sẽ tham gia thị trường hối đoái với hai vai trò khác nhau. Thứ nhất là vai trò của người tổ chức giám sát điều hành hoạt động của thị trường và vai trò thứ hai là vai trò điều tiết thị trường. Thì cô nói uh, cái vai trò đầu tiên là vai trò của người tổ chức giám sát hoạt động của thị trường hối đoái thì với vai trò này thì nhờ có vai trò này mà thị trường hối đoái mới hoạt động một cách an toàn và có hiệu quả với vai trò này thì ngân hàng trung ương sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau thứ nhất là ban hành quy chế hoạt động của thị trường thì bất kỳ một cái loại hình tài uh, thị trường tài chính nào cũng phải có quy chế hoạt động và đây được xem là nguyên lý chung để điều chỉnh các mặt hoạt động của thị trường không có quy chế thì thị trường sẽ trở nên hỗn loạn và vô tổ chức cái vai thực hiện vụ thứ hai với vai trò là tổ chức giám sát, đưa điều hành hoạt động của thị trường hối đoái thì ngân hàng trung ương sẽ tổ chức đăng ký và kết nạp thành viên của thị trường. thì ai sẽ là uh, những cái thành viên trong thị trường nữa bao gồm các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, các công ty xuất nhập khẩu muốn trở thành thành viên của thị trường phải đáp ứng những điều kiện nhất định. đó là về điều kiện quy mô hoạt động liên quan đến cái uh, việc giao dịch về kỹ điều kiện về kỹ thuật để có thể trở thành thành viên giao dịch tức là ví dụ như là phải có hệ thống máy tính nối mạng vân vân phải uh, vận hành cái phần mềm nó như thế nào vân vân và khi trở thành thành viên của thị trường thì các thành viên sẽ tham gia vào giao dịch và có nghĩa là vụ đóng phí bao gồm phí giao dịch cho từng giao dịch và phí thường niên và các thành viên này cũng phải tuân thủ những quy tắc quy trình giao dịch cũng như là các phương thức thanh toán theo quy định và cái nhiệm vụ thứ ba trong cái vai trò thứ nhất của ngân hàng trung ương là tổ chức quy trình giao dịch và thanh toán thì quy trình giao dịch mua bán ngoại tệ là yếu tố kinh tế kỹ thuật rất quan trọng để đảm bảo các giao dịch trên thị trường hối đoái được thực hiện một cách thuận lợi thông suốt nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia giao dịch. Thứ hai là cô nói với vai trò là người điều tiết thị trường thì ngân hàng trung ương tham gia hoạt động mua bán ngoại tệ nhưng không phải là kinh doanh giống như các thành viên khác mà sẽ tức là mục tiêu vì lợi nhuận mà họ tham gia mà ngân hàng trung ương sẽ tham gia để đảm bảo sự ổn định và phát triển của thị trường thì ngân hàng trung ương là thành viên điều tiết thị trường khi cung cầu trên thị trường mất cân đối ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường hối đoái nói riêng và ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung thì ngân hàng trung ương sẽ can thiệp để điều tiết thị trường, can thiệp bằng cách nào? Nếu như cầu ngoại tệ lớn hơn cung ngoại tệ với một mức chênh lệch khối lượng lớn và tỷ giá lúc này đã lên quá cao thì ngân hàng trung ương sẽ tiến hành gì ạ? Tăng cung vào thị trường bằng hình thức bán ngoại tệ từ quỹ dự trữ bắt buộc. Và trong trường hợp mà Cung ngoại tệ lớn hơn cầu ngoại tệ với khối lượng lớn Và tỷ giá đã đi giảm xuống ở cái mức quá thấp Thì lúc này ngân hàng trung ương sẽ tăng cầu ngoại tệ Bằng hình thức là gì? Tiến hành mua ngoại tệ trên thị trường Và để đưa vào cái quỹ dự trữ bắt buộc ngoại hối cô Xin lỗi quỹ dự trữ ngoại hối Phía trên cô nói về quỹ dự trữ ngoại hối nha Và nhờ cái sự can thiệp này mà thị trường hóa đói được ổn định Ha. Và các thành viên tiếp theo là một cái thành viên đem lại cái sự sôi động cho thị trường đó là các ngân hàng thương mại. Và các ngân hàng thương mại là thành viên chủ yếu và thường xuyên của thị trường. Hoạt động của thị trường hối đoái có nhịp nhàng, à, có sôi động hay không, có nhộn nhịp hay không thì tùy thuộc vào các thành viên này. Và ngân hàng thương mại tham gia thị trường hối đoái với hai mục đích. Thứ nhất là kinh doanh ngoại tệ để kiếm lời. À, kinh doanh ngoại tệ để kiếm lời. Thứ hai là mua bán ngoại tệ để ủy thoát của khách hàng để hưởng hoa hồng. thì đầu tiên cô nói về cái thứ nhất là kinh doanh ngoại tệ để kiếm lời. thì với mục tiêu này thì ngân hàng thương mại sẽ thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ để kinh doanh, tức là mua với giá rẻ và bán ra với giá mắc hơn để hưởng lợi. tức là dùng tiền túi của mình để mua vào bán ra kinh doanh. thì để phục vụ cho cái yêu cầu này thì các ngân hàng thương mại đều tổ chức một cái phòng chức năng riêng, tức là phòng kinh doanh ngoại tệ thì tùy theo ngân hàng thì sẽ có những cái tên gọi khác nhau. thì trong cái phòng này sẽ tập hợp những cái cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có khả năng phán đoán. đồng thời là phòng kinh doanh ngoại tệ cũng sẽ được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để tiếp cận thông tin trên phạm vi uh, trong nước và quốc tế và phục vụ cho cái mục tiêu kinh doanh. Thì tuy nhiên vì cái mục tiêu lợi nhuận mà các ngân hàng có thể thực hiện những hành vi đầu cơ ngoại tệ, tức là mua vào một khối lượng ngoại tệ lớn và liên tục hoặc bán ngoại tệ ra, bán tháo ngoại tệ ra tạo nên một cái cung cầu ngoại tệ giả tạo cho thị trường. Thì để ngăn chặn cái hành vi này và um, để giảm thiểu những cái rủi ro mà các ngân hàng thương mại có thể gặp phải thì thông thường các ngân hàng trung ương sẽ quy định giới hạn về trạng thái ngoại tệ và bắt buộc các ngân hàng phải thực hiện theo thì trong đó giới hạn trạng thái ngoại tệ ngoại hối, ngoại tệ ngoại hối là cái giới hạn cao nhất của trạng thái ngoại hối dương hoặc âm so với vốn tự có của ngân hàng. Thì cái phần này các bạn sẽ tự tìm hiểu cái phần này giúp cô trong cái uh, trong những cái phần trong cái phần mà tự nghiên cứu nha. Và tiếp theo là cái hoạt động của của ngân hàng thương mại um, cái mục đích thứ hai của ngân hàng thương mại là gì là mua bán ngoại tệ theo ủy thác của khách hàng để hưởng hoa hồng tức là ở vị trí môi giới tức là khi với mục đích này thì các ngân hàng thương mại sẽ thực hiện mua hoặc bán ngoại tệ theo yêu cầu của khách hàng um, việc mua bán này không nhất thiết là uh, có lợi hay không có lợi cho khách hàng miễn là ngân hàng thương mại sẽ mua được số lượng ngoại tệ mà khách yêu cầu hay là bán khối lượng ngoại tệ mà khách hàng yêu cầu thì lúc này Ngân hàng sẽ, Trung ương, Ngân hàng Thương mại sẽ hưởng được cái phần chênh lệch giá giữa giá mua từ thị trường bên ngoài bán lại cho khách hàng, hoặc là uh, mua lại của khách hàng uh, và bán lại trên thị trường bên ngoài. Thì việc kết hợp giữa hài hòa giữa mua bán kinh doanh và mua bán uh, hoạt động mua giới sẽ tạo điều kiện điều kiện để hiệu quả nhất uh, cho các hoạt động thị trường trên thị trường ngoại hối của ngân hàng ha. Rồi cái tổ chức thứ ba, các chủ thể thứ ba tham gia trên thị trường hối đoái là các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Thì các tổ chức tài chính phi ngân hàng như các công ty tài chính, các công ty cho thuê tài chính, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư sẽ tham gia thị trường hối đoái nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời bằng nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của mình thì họ sẽ thực hiện việc mua bán ngoại tệ một cách linh hoạt để thu được lợi nhuận thông qua cái chênh lệch tỷ giá mua bán và nếu như ngân hàng thương mại sẽ bị ràng buộc bởi cái trạng thái ngoại hối thì đối với các đối tượng không phải là ngân hàng thương mại thì họ sẽ không bị ràng buộc bởi cái trạng thái ngoại hối này thì họ hoàn toàn có thể đầu cơ uh, để mua bán kinh doanh kiếm lời và cái việc kinh doanh đầu cơ mua bán kiếm lời này có thể thu được lợi nhuận rất là lớn nhưng mà thua lỗ cũng rất là lớn có thể dẫn tới phá sản trong khi các ngân hàng thương mại họ bị chịu chặt chẽ những cái quy định về trạng thái ngoại hối cho nên là sẽ hạn chế tối đa cái việc mà uh, mua bán quá mức uh, gây đến thua lỗ và dẫn tới phá sản ngân hàng và tiếp theo là các tổng công ty, các công ty lớn và các chủ thể tham gia trên thị trường hối đoái. Thì đây là những cái doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia thị trường hối đoái thì các công ty này trực tiếp giao dịch mua bán ngoại tệ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hoặc là sử dụng các công cụ trên thị trường hối đoái để phòng ngừa rủi ro như forward, option, swap tức là kỳ hạn uh quyền chọn hay là hoán đổi nhưng mà lưu ý tại Việt Nam do đồng ngoại tệ đồng Việt Nam đồng chúng ta là đồng tiền không tự do chuyển đổi cho nên là cho nên là các công ty các tổng công ty này chỉ được giao dịch mua bán ngoại tệ theo nhu cầu thực tế của họ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và họ phải giao dịch qua ngân hàng tức là giữa anh này anh doanh nghiệp này xuất nhập khẩu này anh xuất khẩu này có ngoại tệ và anh nhập khẩu kia có nhu cầu mua ngoại tệ thì hai bên không được mua bán với nhau mà chỉ được mua bán thông qua ngân hàng. Tức là mua bán giao dịch với ngân hàng thôi nha, các bạn lưu ý chuyện này. Và cái thứ tư là cái anh chủ thể tham gia cái năm thứ năm là các chủ thể tham gia thị trường hối đoái là các nhà môi giới. Thì các nhà môi giới trên thị trường hối đoái thực hiện vai trò trung gian cho các bên tham gia giao dịch hối đoái. Nhờ đó thu uh, các nhu cầu trái ngược khác nhau về ngoại tệ của khách hàng sẽ được ráp nối và thực hiện tức là làm cho nguồn cung thì, uh, ngoại ngoại tệ sẽ được kết nối với cầu ngoại tệ để đảm bảo cho thị trường hoạt động cách hiệu quả ha vì các nhà môi giới chuyên nghiệp sẽ cung cấp thông tin về thị trường cho khách hàng bao gồm giá mua cao nhất giá bán cao nhất uh, để khách hàng lựa chọn và quyết định và giao dịch được thực hiện thì các nhà môi giới sẽ hưởng hoa hồng thì ở việt nam mình thì sẽ không có cái sự hoạt động của các nhà môi giới này bởi vì Ờ, cái nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối thì chỉ có các ngân hàng thương mại thì mới được làm cái việc là ở vị trí các nhà môi giới này luôn ha và ở nước ngoài thì muốn uh, trong các hoạt động môi giới này các ngân hàng thương mại thì vẫn thực hiện nhưng mà không phải là nhà môi giới chuyên nghiệp muốn hoạt động chuyên nghiệp thì các ngân hàng thương mại thường là phải thành lập những cái công ty riêng chuyên về các hoạt động môi giới ngoại hối này thì đó là cái phần một phần 2 của chương 3